nhà để theo bạn trai 15 tuổi quen qua mạng. Một bé gái 12 tuổi sống tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, đã khiến cha mẹ mình có một phen hoàng hồn khi quyết định bỏ nhà để đi cùng người bạn trai 15 tuổi mà cô bé đã làm quen qua mạng xã hội. Khi phát hiện thấy con gái của mình bỏ nhà ra đi, cha của cô bé đã lập tức gọi điện báo cảnh sát. Lực lượng cảnh sát đã tiến hành tìm kiếm và bắt gặp cô bé đang đi cùng người bạn trai quen qua mạng của mình trên một chuyến tàu rời khỏi Cát Lâm. Khi bị giữ lại, cậu bạn trai 15 tuổi của cô bé đã thuyết phục cảnh sát để cho cặp đôi được rời đi cùng nhau. Cậu bé này cho biết hiện mình đã đi làm và kiếm được 1.800 tệ, tương đương 6 triệu đồng, đồng thời khẳng định rằng số tiền này có thể giúp cho cặp đôi có thể sống thoải mái. Cậu bé cũng hứa sẽ không ép buộc bạn gái của mình đi làm để kiếm tiền mà cô bé có thể thoải mái ở nhà để chơi game. Dĩ nhiên lời cam kết đầy hứa hẹn này của cậu bé đã không đủ sức thuyết phục các cảnh sát. Cuối cùng cặp đôi này đã được cảnh sát đưa trở về nhà của mình cùng những lời nhắc nhở dành cho các bậc phụ huynh.